Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bà Dài TV. Lời đầu tiên, Bà Dài xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn dồi dào sức khỏe, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị và các bạn, trong video này Bà Dài tiếp tục chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn về drama sóng gió gia tộc của cố nghệ sĩ. Và đặc biệt trong video này, Bà Dài sẽ chia sẻ về vấn đề hai bông hậu. Và trước khi đi vào nội dung chính thì Bà Dài cũng xin kính mời tất cả quý vị và các bạn. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh Bà Dài, cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm quả chuông thông báo để nhận các video sớm nhất từ kênh Bà Dài TV. Bà Dài xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết trong video ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, theo Bà Dài vừa cập nhật thì Hồng Loan đã trả những cái món quà của cô Bông Hậu đã tặng cho Hồng Loan. Còn riêng về cái bộ răng thì cũng chưa nghe nói đến. Kính thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện là phá của hai Bông Hậu là hiện đang khiến cho bộ phận khán giả bức xúc, vô cùng bức xúc. Cái chuyện chẳng ra đâu, nhưng mà cả hai cái cô Bông Hậu này đã làm ngoáy và quậy cho nó tung té bung bét lên tất cả, để cho vừa cái nư đã cái ngữ mỏ hổn sân si của mình. Sau tất cả, người tổn thương nhất là ai quý vị? Chính là Hồng Loan. Cái người mà hai cái Bông Hậu này đã từng tuyên bố là sẽ bảo vệ, sẽ đòi công lý về cho Hồng Loan. Nhưng mà rồi thì sao? Nắng 3 năm, Loan không bỏ bạn, mưa một ngày mà bạn đã bỏ Loan. Cái câu nói vừa rồi được biến tấu từ một cái câu hỏi đố vui của nhân gian. Đó là cái câu nắng 3 năm tôi không bỏ bạn, mưa một ngày bạn lại bỏ tôi. Cái đáp án của câu hỏi đó là cái bóng. Và cái bóng này cũng khá là dừa dặn khi mà chúng ta ví nó là cái mối quan hệ giữa Hồng Loan và hai cô Bông Hậu này. Hãy nhìn vào cái bóng của chúng ta. Những cái lúc mà trời quang mây tạnh đó thì nó luôn luôn ở bên cạnh của chúng ta. Nhưng mà khi mà trời vừa đổ cái cơn mưa đó, tương tự với cái việc là khi biến cố xảy ra với ta, thì cái bóng ấy vội biến mất bỏ ta một mình giữa cô đơn, lạnh lẽo. Còn nữa, nếu mà chúng ta xem cái bóng của chúng ta là một cái người bạn tách biệt hoàn toàn, chúng ta có thể thấy là cái bóng ấy nó là màu đen. Thật sự chúng ta sẽ là khó mà biết được khi nào cái bóng ấy vui và khi nào cái bóng ấy buồn. Tương tự với hai cái cô Bông Hậu này cũng vậy. Vừa mới hôm nào tỏ ra chị em, nhưng mà rồi vì sao? Đứa em nó lỡ lơ là có một chút xíu thôi, thì hai cái bà chị đã làm ngơ với cái đứa em luôn rồi. Sống ở đời mà, ai mà không phải mắc sai lầm? Có mối quan hệ nào mà không gặp những lúc hiểu lầm như thế? Ai là người từng nói là tôi hiểu Hồng Loan lắm, tôi biết Hồng Loan thế này, tôi biết Hồng Loan thế kia. Cho nên là tôi mới quyết định đến bên cạnh của Hồng Loan để mà yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cho Hồng Loan. Nhưng mà rồi cũng chính những cái con người này đã từng nói những cái câu nói đó lại là tự tán vào trong mặt mình bằng chính cái hành động quay xe trong cái sự vô lý vừa rồi. Sống tới cái tuổi này rồi mà hai cái hoa hậu quý bà ấy chẳng lẽ không hiểu và không biết được cái việc là chuyện gì cũng có cái lý do của nó. Đã là bạn với nhau thì đã một khi tình bạn ấy có một cái chút hiểu lầm thì phải biết đến gặp chính chủ để mà hỏi, để mà tìm ra lý do chứ. Nói hiểu Hồng Loan lắm, nhưng mà sao lại dội là nói Hồng Loan thế này thế kia thế nọ quý vị? Bông Hậu và Nguyên Vũ nhiều lần từng Hồng Loan đi sự kiện này kia kia nọ mà. Ba người cũng có những cái kỷ niệm đẹp với nhau mà. Trong cái tình bạn này đâu thể nào vì một cái chuyện đơn giản mà lại là quay lưng với nhau. Có phải là cái vấn đề nằm ở là cái cô Bông Hậu này hay là không? Còn cái cô Bông Hậu YouTuber xuất hiện với Hồng Loan trong cái lần đầu tiên là Hồng Loan ra tòa, rồi cho hỏi khi đó là chị có giúp được cái gì cho Hồng Loan hay là chưa? Hay là chỉ đi chung để mà lấy cái tiếng sau này lên YouTube, mang cái tiếng là bạn của Hồng Loan để nói qua nói quả, vẽ mây vẽ trời ở trên YouTube. Tặng quà cho người khác là khi mình có dư mình mới tặng. Tặng là cho đi cái lòng tốt của mình chứ không phải là ép người ta phải là mắc cái nợ đối với mình.
hoa hậu gì mà có những cái suy nghĩ là phải nói là kỳ lạ quá quý vị. Bạn có dư có để, cho nên là bạn mới tặng cho Hồng Loan cái đeo bông, cái vòng tay. Khi mà bạn tặng xong rồi đó, Hồng Loan sử dụng như thế nào, đó là cái chuyện của Hồng Loan. Bạn đâu thể nào mà ép người ta là phải là sử dụng cái món quà của mình được. Mình tặng đi là mình tặng cái lòng tốt của mình đi. Chứ tự nhiên á, bạn tặng rồi bạn còn sân si như vậy thì sau này đó thì bạn đừng có tặng quà cho ai nữa. Tặng như vậy đó thì không có tạo phước đâu, mà chính là tự tạo nghiệp cho mình đó. Sân si quá trời quá đất. Với những cái gì mà bà Gia vừa đề cập thì quý vị nào chưa theo dõi cái câu chuyện cũng có thể hiểu cái phần nào cái sự bức xúc của cộng đồng mạng mấy ngày hôm nay. Chị Ni, nghệ sĩ Vũ Luân, nghệ sĩ Bình Tinh và kể cả Hồng Loan, ai cũng phải đau đầu cả lên. Phải là bỏ một cái số việc để mà can thiệp vào cái câu chuyện này. Không hiểu là hai cái vị hoa hậu kia có thấy là mình sai hay là không. Nhưng mà khi nhìn thấy Hồng Loan rơi nước mắt trong bất lực đó, thì hai vị có cảm thấy buồn hay là không? Vì yêu thương mà đến nhưng mà chỉ là mang nước mắt, nhưng mà thật sự có là yêu thương hay là chưa? Rõ ràng hai vị đến vì lợi ích quảng cáo mà thôi. Bà Giai cũng nhiều lần phân tích về cái vấn đề này, cho nên là ở video này thì bà Giai cũng xin tóm tắt nhanh lại để cho quý vị và các bạn chưa nghe cũng nắm được cái vấn đề. Cô Bông Hậu đã nhờ Hồng Loan quảng bá thêm một cái dịch vụ làm răng và quảng bá sớm cho cái cơ sở thẩm mỹ sắp khai trương vào năm sau. Qua đó nhờ drama này, cô Bông Hậu vô tình xóa được cái hình ảnh hoa hậu mò hổng. Nhưng rồi mới đây, chính nữ hoa hậu đã tự hủy đi cái công sức của mình ở trong thời gian qua. Đó là tiếp tục mò hổng trên live stream, gọi thẳng ca sĩ Nguyên Vũ bằng thằng, rồi là mang mẹ ca sĩ Nguyên Vũ ra để mà cà khịa. Công sức coi như là bỏ sông bỏ biển của gì. Còn hoa hậu YouTuber tặng quà cho Hồng Loan, nhưng mà không thấy Hồng Loan cảm ơn quảng bá quà ở trên Facebook cho cái bông hậu YouTuber này thì bắt đầu nổi đó lên. Và chính cái món quà đó là cái sản phẩm của YouTuber bông hậu kinh doanh. Tặng quà cho người ta cảm ơn bằng miệng rồi vẫn chưa được. Phải là bắt người ta phải là cảm ơn ở trên không gian mạng, trên mạng xã hội để là quảng cáo cho mình. Bạn tặng là bạn cho đi, nhưng mà tại sao bạn lại ép người ta thế này thế kia với quà của bạn vậy? Tự nhiên ép người ta là mang nợ. Phải nói là đúng là hoa hậu hư cấu rồi quý vị. Và trong drama bông hậu này, ở cái trường hợp của nghệ sĩ Vũ Luân thì anh đã vô cùng khó xử. Vì nghệ sĩ Vũ Luân khá thân với bông hậu và cũng có đôi lần tâm sự với bông hậu YouTuber, vì hai bông hậu này biến khỏi biệt đội yêu thương, làm cho nghệ sĩ Vũ Luân sốc nhẹ. Và gần đây trong một live stream, anh đã từng nhắc khéo rằng anh cũng không biết gì về cái chuyện là làm phim của Hồng Loan. Nhưng quý vị và các bạn à, cái câu nói này có đáng để là các cái con kền kền phải là cắt ghép rồi nói là Hồng Loan thế này thế kia thế nọ hay là không? Xin thưa, nghệ sĩ Vũ Luân nói như thế có nghĩa là anh không nghe cái chuyện gì về cái việc là Hồng Loan quay phim, cho nên là anh không biết ai đúng ai sai trong cái drama mini này. Chứ không phải là anh phản đối Hồng Loan quay phim hay là anh trách Hồng Loan quay phim, không là nói rõ với anh. Vì hơn ai hết, Vũ Luân hiểu chị Ni là ai và anh đã tin tưởng và giao cho Hồng Loan cho Hồng Ni, thì nam nghệ sĩ Vũ Luân sẽ không bao giờ là trách gì chị Ni hay là Hồng Loan cả. Anh chỉ thắc mắc rằng là vì sao cái chuyện biệt đội yêu thương của hai thành viên rời đi là nghiêm trọng như vậy mà không ai nói cho anh biết thôi. Và đây cũng chỉ là một cái sự thắc mắc chứ không phải là một cái sự là khiển trách trách móc gì cả. Fan yêu thương là thừa hiểu chuyện gì đã xảy ra, còn các cái con kền kền bớt sồn sồn lại và kiếm chuyện đi, lo mà chăm sóc cho cái chuyến đi lưu diễn của con về chúa đi kìa, ở đâu mà nhiều chuyện, sang bên này làm gì. Ngoài hai bông hậu thì hiện tại tất cả những người trong biệt đội yêu thương không có mâu thuẫn gì với nhau cả, tất cả mọi người đều là yêu thương nhau. Và sau khi biết đến cái vấn đề này đó thì trùm cuối của biệt đội yêu thương tức là Mã Tư Quốc Thanh đã chính thức lên tiếng dập tắt mọi tin đồn thất thiệt của các cái con kền kền. Mã Tư đã tuyên bố rằng Vũ Luân đã là hết giận hết hờn rồi, dù gì Vũ Luân cũng là anh hai của Hồng Loan. Cái câu tuyên bố của Mã Tư đã giúp cho các fan yêu thương vô cùng nhẹ lòng khi mà phát hiện cái sự việc,
Bá Tư đã âm thầm tìm Vũ Luân để mà nói chuyện, là một cái trưởng bối trong lòng của tất cả các thành viên bên phía Học Loan. Và hiện tại Bá Tư cũng là một cái người là dư sức và đủ năng lực một mình chiến đấu với bài đầu gấu cái bọn nghệ sĩ lớn bên kia. Lời của Bá Tư phán ra nghe xong chỉ biết cục cái đuôi lại mà trốn trong hang mà thôi. Còn đối với ba anh em Vũ Luân, Bình Tinh và Học Loan, Bá Tư vừa là một cái người mẹ, vừa là một người cha nuôi thứ hai, luôn sẵn sàng che chở cho các con của mình. Không biết cụ thể là hai má con của Bá Tư và Vũ Luân đã tâm sự những gì, nhưng mà chắc chắn Bá Tư đã giúp cho Vũ Luân, chị Ni và Hồng Loan trở về cùng một tiếng nói, giải tỏa được toàn bộ các cái hiểu lầm. Nếu như mà hai cô bông hậu cũng biết cái cách ngồi lại nói chuyện thì đâu ra nông nổi này phải không quý vị? Cũng đâu để nghệ sĩ Vũ Luân bị cái lũ cền cền kia có cơ hội để chọc gậy, lợi dụng cái chuyện này để chia rẽ nội bộ tìm yêu thương. Hai hôm nay đã có là khá nhiều những cái lời chỉ trích nặng nề gửi đến nghệ sĩ Vũ Luân. Nhưng quý vị và các bạn, nếu là đã fan của Hiệp hội Yêu Thương mà đến, dù chỉ là đến trên mặt trận online, Facebook, YouTube, thì quý vị và các bạn hãy một lòng một dạ tin tưởng vào Hiệp hội này. Ban đầu chúng ta là đến với drama này là vì tin tưởng Hồng Loan, thì chúng ta cũng hãy nên tin tưởng vào những cái lực lượng nòng cốt trong biệt đầu Vì Yêu Thương mà đến này. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng hãy nên cẩn trọng với những cái sự là can thiệp trà trộn của cái bọn gia con vào đây để lợi dụng cái drama mini như thế này, rồi bình luận xỉa xói, câu dẫn để mà chia rẽ nội bộ. Và hơn tất cả thì mọi chuyện chúng ta cần làm hiện tại đó là kêu gọi, là lên án, là thúc đẩy cái việc sao kê của Lê Thị Di Ba. Kính thưa quý vị và các bạn, và bây giờ bà Giai xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.